sống xã hội theo một góc nhìn mới, đa chiều, thẳng thắn, cởi mở, bất ngờ. Chuyện cuối tuần với đạo diễn Lê Hoàng. Chào các bạn, đây là chương trình Chuyện cuối tuần trên kênh VTV9 của Đài Truyền Việt Nam. Tối nay trước mắt chúng ta là ca sĩ Phương Vi, còn gọi là Phương Vi Idol đúng không? Dạ vâng. Đầu tiên thì Phương Vi xin được gửi lời chào đến anh Lê Hoàng và cũng như là gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nha. À, Phương Vi ơi, bạn thi idol vào năm nào mà cái tên nó cứ gọi là cứ bám gọi là mãi theo bạn nhỉ? À, dạ 2007 ạ. 2007 nghĩa là 13 năm rồi. 13 năm rồi người ta vẫn gọi là Phương Vi idol. Dạ vâng. À, thật ra quả là thật ra thì gắn bó với một cái cuộc thi như vậy, một cái tên như vậy đó là một niềm vinh dự đúng không Vi? Dạ, thật ra thì ban đầu thì cái cảm giác khi mà lúc mình mới vào nghề, sau khi mà cái cuộc thi đó thì ai cũng gọi Phương Vi idol, thì đến một cái thời điểm nào đó mình cảm thấy giống như là tôi đã lớn rồi, khỏi cuộc thi này rồi mà tại sao cứ gọi dùng cái danh xưng idol đó. Nhưng mà càng sau này thì em cảm thấy thì đó là một cái niềm tự hào và đó là một cái điểm son mà mình không có gì phải gọi là ngại hay là... Bởi vì rất nhiều ca sĩ cũng thi idol nhưng lại sau này lại không được nhắc cái tên ấy. À, hôm nay ấy, cái chủ đề của chúng mình là một cái chủ đề nó cũng rất là đúng với Vi. Nó cũng có thể có một vài lần ai đó có nhắc trên truyền hình rồi, nhưng với Vi thì nó lại là một cái hoàn cảnh hơi đặc biệt. Đó là một người sao nữ mà lấy chồng ngoại. Con gái Việt Nam lấy chồng ngoại quốc thì hiện nay cũng không hiếm lắm. Và nghệ sĩ Việt Nam lấy chồng ngoại quốc thì cũng có. Và tất nhiên là công chúng sẽ có cái quyền tò mò là không biết là một cô gái Việt Nam mà lại là nghệ sĩ mà lấy chồng, thôi hay dùng cái từ nôm na gọi là lấy chồng Tây đi. Dạ vâng. Thì nó sẽ có những cái gì lạ và những có cái gì vui và có những cái gì mà có thể nói là trắc trở. Dạ. Thì đầu tiên á, Vi ngày xưa Vi lớn lên Vi có giờ nghĩ là mình sẽ lấy một ông chồng ngoại quốc không? Không này. Dạ không. Không. Thật ra thì từ nhỏ đến giờ cái bản tính của em là một cái người rất là nhát. Rất là nhát, cho nên là mà khi mà lúc còn nhỏ tưởng tượng mà mình đối diện với một người Tây là đã ngại vì cái khả năng tiếng Anh của mình rồi, cho nên không bao giờ tưởng tượng nổi là một ngày nào đó mình sẽ sống trong nhà gọi 24/24 với một cái người nước ngoài. Dạ vâng. Thế thì cái cơ duyên nào hay cơ may nào hay là số phận nào đã làm cho Vi rơi vào hoàn cảnh đó? Em nghĩ là phần lớn nó do cái môi trường mà mình sinh hoạt hàng ngày, tại vì những cái nhóm bạn, những cái nhóm người cũng như là những cái công việc mà mình phải làm, phải tiếp xúc hàng ngày nó sẽ mang đến những cái cơ hội để gặp gỡ những cái nhóm người khác nhau. Và ở cái thời điểm đó thì em đã tham gia những cái và gặp gỡ những cái người bạn mà ở đó họ có những cái mối quan hệ với cái người nước ngoài. Thì em nghĩ đó là do cái duyên số nó là như vậy ạ. Duyên số. Vậy thì Vi có thể kể trường hợp cụ thể như của Vi á, gặp anh ấy trong hoàn cảnh nào và gặp cách đây bao nhiêu năm? Gặp dài cách đây khoảng 7 năm. Dạ. Thì trong một cái hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt, đó là cái thời gian em còn nhớ là đầu tiên gặp nhau là trong một cái phòng thu. Và khi đó em đang thu âm một cái bài hát trong cái album Chia Ta 20, thì anh ấy tới với một cái người bạn khác mà người bạn đó là rapper. Thì anh chỉ là đi theo gọi người bạn đó thôi. Anh ấy hoàn toàn không ở trong showbiz không, không à? Không ở trong showbiz. Nó là gặp một cái vô tình, lý do gì mà cái cuộc gặp ấy nó lại tiến triển? Bởi vì trong cuộc sống mình gặp ông Tây. Chào cái xong mình đi đúng không? Theo như lời của anh Sean nói là khi mà ngồi ngoài nghe em hát thì cái tiếng hát đó giống như là nó kéo. Mà hồi đấy Vi hát tiếng Anh hay tiếng Việt? Dạ tiếng Việt. Tiếng Việt, nhưng mà những cái bài hát ngoại lời Việt của bác Phạm Duy dịch lại thì những cái giai điệu nó rất là hay và rất là thánh thót, cho nên là chắc có lẽ là nhờ cái giọng hát của mình mà kéo cái lòng của người ta ở lại. Hoàng có nhớ là Hoàng có làm chương trình, trong một cái chương trình Hoàng làm giám khảo và Vi có tham gia. Hoàng nhớ là cái anh đấy rất hay đến ngồi ở dưới. Hoàng nhớ có một ông Tây mà hình như hơi ốm ốm đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ phút này còn ốm không? Vẫn cứ như vậy ạ. Thì thế này, chồng Tây thì có nhiều cái hay. Nhưng mà tất nhiên một trong những cái người ta nói là chồng Tây nó không có như chồng Việt đâu. Nghĩa là đàn ông Việt là hay đi theo vợ, hay chăm sóc tỉ mỉ, còn đàn ông Tây thì nó đặt cái công việc rất là nhiều. Nhưng mà chồng Vi Hoàng nhớ không nhầm á, là lần nào Vi thi cũng thấy ngồi ở dưới cũng đi, cũng cái là hình như có cái sự gọi là
sao nhỉ, cái sự chăm sóc và đưa đón nó chả thua gì một ông Việt cả, mới có nói đúng không? Thật ra thì anh Sean là một cái người mà anh sống ở Việt Nam cũng khá lâu rồi ạ, cho nên là cái văn hóa của người Việt cũng như là cái những cái ảnh hưởng cư xử hàng ngày của người Việt anh cũng có một phần nào đó thấm nhuần. Cho nên là khi mà quen với anh Sean thì Vi cảm thấy là mình vẫn tiếp cận được với những cái văn hóa mà mình biết về người nước ngoài, nhưng mà vẫn phần nào đó cảm thấy rất là quen thuộc. Bởi vì đầu tiên là anh ấy là người rất là thấu hiểu, cho nên là rất là dễ để mà mình có thể bày tỏ, và mình cũng rất là dễ gọi là cảm nhận được cái sự quan tâm của anh ấy hàng ngày. Nghĩa là Vi là lấy một ông chồng Tây, nhưng mà ông chồng Tây lại ở ta lâu, có đúng không? Thì Vi thấy là một ông chồng Tây ở ta lâu thì sẽ có nhiều cái hay học ở chúng ta, nhưng cũng sẽ có một số dở đấy. Thì Vi thấy cái dở là cái gì, nói đi, có đấy. Dở là nhiều chuyện. Nhiều chuyện à? Giống như là người nước ngoài thì thường là người ta sẽ ít khi nào mà quan tâm tới những cái chuyện của người khác đó, nhưng mà tại vì cái người này thì lại ở đây quen rồi, cho nên là nhiễm cái đấy đó, cho nên là rất là muốn biết về nhiều thứ xung quanh, nhiều câu chuyện của những người khác ở xung quanh. Đó là một cái thói mà Vi gọi là cũng hơi... Anh ấy nói tiếng Việt được không? Dạ được, chút xíu, gọi là có thể giao tiếp cơ bản được ạ. Hai người cưới nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 5 năm. Cưới nhau 5 năm? Dạ. Nhưng anh ấy trước đây anh ở bao nhiêu năm rồi? Cũng hơn 10 năm. Hơn 10 năm rồi. Nhưng anh không có giỏi tiếng Việt lắm. Không giỏi tiếng Việt lắm. Nhưng mà giao tiếp được ạ, tức là vẫn... Nhưng mà Vi thấy điều đấy là may hay là dở? Đôi khi cũng là may đấy chứ. Đôi khi, thôi nói chung là nó cũng có hai mặt lắm ạ. May là mình gọi là vẫn hiểu được, tại vì em ở chung nhà với ba mẹ. Cho nên là Sean vẫn giao tiếp được với bố mẹ và với ba mẹ của em. Nhưng mà dở một cái nên là chính vì anh biết chút xíu thôi, cho nên là nhiều lúc biết nhầm. Chứ nhiều lúc nói chuyện với ba mẹ mình nó lại thành ra một cái sự gọi là dễ hiểu lầm giữa hai bên. Dạ. Khổ vậy. Anh ấy làm nghề gì Vi? Dạ anh ấy là bây giờ đang làm truyền thông cho những cái diễn viên của cái công ty ở bên Na Uy ạ. Thế à, anh là người quốc tịch gì? Mỹ. Anh là người quốc tịch Mỹ. Dạ vâng. Nhưng mà làm truyền thông cho một công ty Na Uy. Dạ vâng, tại vì cái người bạn mà gọi là chí cốt anh ấy từ cái thời anh ấy học ở bên Hollywood đó là đang làm việc cho cái công ty ở bên Na Uy, cho nên là họ kết nối với nhau và làm ra một cái mạng lưới như vậy. Vậy thì cái trường hợp con gái Việt Nam lấy chồng ngoại quốc là những người chồng châu Âu hay là châu Mỹ bây giờ rất là nhiều, thì bây giờ sau 5 năm chung sống á, thì Vi có thể nói là cái lợi của việc lấy một ông chồng Tây á, là gì không? Sự thì mà nói thì Vi cũng không biết là phải nói là cái lợi cái hại như thế nào, tại vì mình chưa cưới chồng Việt cho nên không biết là nó sẽ lợi như thế nào và hại như thế nào. Cho nên là những cái mà Vi cảm nhận được trong cái mối quan hệ hôn nhân của bản thân mình mà Vi cảm thấy rất là may mắn có được, đó chính là khi mà ở cạnh anh Sean thế thì lúc nào cũng được cái sự quan tâm. Và quan tâm là người ta quan tâm thật sự tới cái cảm xúc cũng như là tất cả mọi thứ xảy ra ở xung quanh mình. Ví dụ một cái quan tâm mà theo Vi là ở anh ấy rất là rõ và rất là mạnh là gì? Có nghĩa là khi mà anh ấy thấy một cái biểu hiện gì đó của mình ở trên gương mặt là anh ta hỏi ngay và cố gắng tìm hiểu về cái điều đó và giúp xem có anh có thể giúp gì được hay không. Và anh ấy thật sự làm cái điều đó chứ không phải là chỉ hỏi xong rồi để mình bày tỏ rồi như thế nó trôi qua. Đấy là một sự quan tâm. Dạ. Rồi, còn cái gì nữa? Để kể với anh Sean đó thì đó, một cái sự quan tâm phải nói rất là bày tỏ hàng ngày. Thứ hai đó là anh ấy rất là thông minh, hiểu đó là kiến thức rất là rộng, cho nên là mỗi lần nói chuyện với anh ấy mình cảm thấy giống như là mình mở mang cái đầu óc của mình rất nhiều và nó làm cho mình cảm giác là không có bày tỏ với người đó nhưng mà rất là thần tượng, tại vì quá nhiều những cái kiến thức mà anh ấy thu nạp mà lần đầu tiên mà mình nghe được. Bằng cấp của anh là gì vậy? Anh ấy học về lịch sử, anh ấy chỉ là nghiên cứu thôi, mà sau đó thì anh ấy lại chuyển qua cái môn là học về y học của phương Đông, là anh ấy học về châm cứu rồi và thuốc bắc. Nói chung là anh ấy rất là mê cái văn hóa của châu Á, cho nên chính vì lý do đó cho nên về lại về châu Á để là học thêm cái đó. Thế là một người quốc tịch Mỹ nhưng mà lại rất mê cái văn hóa phương Đông, lịch sử rồi và lại là rất giỏi về cái lịch sử thế giới. Cho nên là khi mà nói chuyện mình cảm thấy giống như là mình học được rất là nhiều điều. Thế còn cái sinh hoạt hàng ngày thì sao? Một ông Tây thì có cái hay gì và cái dở gì ở Vi?
Riêng đối với Sean thì Vi rất là để một chỗ là một người rất là kiên định. Tại vì anh Sean là ăn chay. Ăn chay và đặc biệt một chỗ là không phải ăn chay giống như người bình thường mà chỉ ăn đúng 3 món thôi. Và bao nhiêu 6 năm quen nhau thì chưa bao giờ Vi thấy anh ấy ăn một cái món gì khác cả. Tức là rất là kiên định với cái việc đặt cái sức khỏe của mình lên. Ba món là gì đấy? Ba món đó là cơm ạ. Cơm, đậu hầm và rau. Rau thì ăn được anh ăn đúng hai loại rau, tức là chân vịt với lại cái bông cải xanh. Cả cuộc đời chỉ có cơm, đậu và rau, chân vịt và rau cải xanh. Bữa nào cũng như bữa nào. Không phải cả cuộc đời, mười mấy năm rồi ạ. Tại vì ba của anh ấy thì có tiền sử là bị bệnh tim, cho nên là từ cái lúc mà thấy ba mình mổ tim á thì anh ấy là quyết định là mình sẽ có một cái ra là cái việc nấu cơm gọi là nội trợ đối với Vi là quá nhẹ nhàng vào. Cũng không nhẹ rồi, hầm đậu cực dữ lắm, hầm để cho cái đậu đúng cái vị mà nó ăn cảm thấy ngon á. Khó, nói chung là ăn cũng khó tánh, nghe đúng. Thì thấy dễ nhưng mà thực ra lại Hoàng là người ăn giản dị nhất. Hoàng cho là Hoàng là người ăn giản dị nhất trên đời này, nhưng mà nghe ông ấy Hoàng còn nể luôn. Và chỉ ăn muối thôi, không chỉ một mình muối thôi chứ không có một cái gia vị nào khác, không có dầu ăn không gì luôn. Trời ơi, cho nên là người rất là phải nói là cơm đậu và rau cải. Dạ vâng. Trời ơi, như vậy thì hai vợ chồng sẽ không có cái niềm vui là đi nhà hàng đúng không? Nhưng mà Vi lại cho đó là một cái may mắn. Tại vì Vi là người rất là mê ăn. Vi là mê cực kỳ, cho nên nhìn là tin rồi. Cho nên là phải nhờ có anh So, cho nên là không có đi ăn ta bà tùm lum mà. Chứ không là... mà đã như chạy show cho nên là trong việc nội trợ, trong việc nhà thì sao? Thì Vi thấy một ông Tây như thế nào? Rất là chịu chia sẻ. Thế hả? Dạ. Có nghĩa là anh thấy cái việc chia sẻ cái công việc nhà là cái điều hiển nhiên. Tại vì ở chung một căn nhà với nhau mà mọi người phải có một cái sự đóng góp. Và Vi cảm thấy là mình lúc nào gọi là có được một cái người bạn đồng hành. Đúng cái từ nghĩa là cái đúng nghĩa của cái từ là bạn đồng hành trong cái cuộc đời của mình. Tại vì mọi thứ đều có anh chia sẻ, từ cảm xúc, từ đời sống, rồi những cái gánh nặng hàng ngày. Tất nhiên là Vi có quen một số người bạn mà cũng lấy chồng Tây. Dạ. Đúng không? Thì nếu mà so sánh cái ông chồng Tây với nhau thì Vi thấy cái ông chồng Tây của mình với những ông Tây khác á, có gì giống và có gì khác. Không biết những người chồng kia như thế nào cho nên mình không so sánh được như thế nào. Nhưng mà điều đầu tiên em thấy là Việt Nam hơn rất là nhiều. Thế à, Việt Nam hơn là những ông Tây khác. Nhưng vừa rồi mình mới kể là những cái hay của anh Son, bây giờ Vi phải kể những cái dở đi. Dở thì nhiều hậu đậu lắm. Hậu đậu á? Dạ. Hậu đậu là sao ví dụ? Hậu đậu có nghĩa là cứ làm gì cũng dễ bị đổ vỡ. Dạ đúng rồi, có nghĩa là chân tay không lều khều này à. Đấy là đặc tính của những người mà họ quá thiên về trí tuệ. Dạ. Thế là ví dụ như là nói chung là cái này chắc là ông ấy trong nhà có gì hư hỏng chắc ông sửa không được. Dạ không bao giờ. Không làm được đúng không? Chỉ làm hư thôi chứ không. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Và những cái lặt vặt nói chung là một, nếu mà dùng một cái từ Việt Nam mình gọi là không khéo tay. Dạ đúng rồi, chính xác. Hoàn toàn không khéo tay đúng không? Vẽ thì rất là đẹp ạ. Gọi là vẽ rất là đẹp nhưng mà đấy, cứ đụng vào gì đổ cái đấy, cái cổng cái rào của chặn em bé ngang như thế này đã chặn cũng phải 2 năm rồi, em ơi, lần nào đi ngang qua cũng phải đụng một cái cốp vào cái đầu gối thì mới chịu. Nên là có những con người nó bị thế này này, suốt đời nó bị, nó gọi là nó vụng về, có phải vụng về trong ăn nói hay trong ngôn ngữ mà nó bị vụng về trong những cái trong cái công việc á. Dạ, thế Vi có về nhà anh ấy nhiều chưa? Dạ có, em cũng có về đó cũng được 3-4 lần. Thì Vi thấy á, nhưng mà Tây ngoại quốc họ đối xử với cô dâu Việt là như thế nào? Chắc là họ rất là quý đúng không? Vì thường họ rất là thích con gái châu Á đã này. Các họ thấy rất là lạ và thường là con gái châu Á là mình ngoan á. Dạ. Nó sẽ không có những cái như thế này. Chắc là họ rất là thích đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Thương má chồng rất là thương ạ. Cái lúc mà mới sanh em bé là má chồng ở Việt Nam 6 tháng đầu tiên. Dạ, 6 tháng đầu tiên chung nhà với lại ba má của em luôn. Tức là ở trên là có bà ngoại, dưới là có bà nội. Để phụ chăm. Một bà nội người Mỹ. Dạ. Một bà nội người Mỹ. Dạ. Và thấy cái sự lo lắng của một cái bà nội Mỹ với bây giờ một em bé thì có khác không? Khác cái bà ngoại không? Dạ có khác đó, có khác. Có vẻ như cái bà Mỹ sẽ bị nó sao nhỉ? Sẽ giáo dục đứa cháu hơi khắc nghiệt hơn, có đúng không? Dạ không. Tức là bà nội thì lại thích
trò chuyện. À. Rất là thích trò chuyện với lại bé Alani. À. Còn bà ngoại thì sẽ chăm sóc như là chơi đùa này nọ với bé. Nhưng mà bà nội thì lại thích, rất là thích trò chuyện, giống như là hai người bạn với nhau vậy. Ừ. Cho nên là cái mối mà liên hệ, cái sợi dây kết nối giữa bà nội với lại bé Ly nó rất là chặt. Mặc dù là cũng một năm mấy hơn rồi nó không gặp nhau, nhưng mà hai bà cháu cứ gặp nhau qua FaceTime là giống như là bạn thân lắm luôn. Dạ. Thành ra là Vi là một người không những chồng Tây mà lại còn là mẹ vợ, mẹ chồng Tây nữa. Đúng không? Yeah. Vi cảm thấy rằng là hoàn toàn là may mắn, phải không? Em nghĩ là vậy. Em cảm thấy là rất là, cuộc sống rất là trọn vẹn, rất là đầy đủ với những gì mình có. Nhưng mà Vi có thấy rằng là khi mình lấy một cái chồng Tây á, thì có những cái hoàn cảnh của Việt Nam, hay là có có những cái điều mà người Việt Nam mình rất là khó chia sẻ vì mà người Tây họ sẽ không hiểu được. Vi có gặp cái trường hợp đó không? Có những mối quan hệ hoặc cái cách cư xử hoặc cái cách sinh hoạt á, thì người Việt Nam mình nó rất là đặc trưng. Thì khi gặp một người chồng Tây thì mới là Vi có thấy cái điều đấy nào? Có. Thực sự là có, đặc biệt là cái khoảng thời gian mà vừa mới cưới nhau á, mà về ở chung với ba mẹ đó, thì cũng gặp gần như là thường xuyên những cái tình huống đó. Đâu, Vi thử kể một cái tình huống tiêu biểu hơn nào. Chẳng hạn như là người nước ngoài thì họ, khi mà vợ chồng họ ở với nhau thì khi mà chẳng hạn như họ lúc những lúc họ có mâu thuẫn với nhau, cãi nhau hơi to tiếng chút xíu á, thì đó vẫn chỉ là cái vấn đề giữa hai vợ chồng thôi, thì không bao giờ có cái sự xuất hiện của ba mẹ vợ, ba mẹ chồng vào trong đó. Nhưng tại vì ở chung nhà với ba mẹ của Vi cho nên là khi mà cãi nhau là thế nào trong vòng một giây thôi là sẽ có mặt con anh chị đi xuống để can. Dạ. Thì lúc đầu thì John cũng gọi là cũng hơi không có hiểu là tại sao lại có sự can thiệp đấy. Đúng rồi, có sự can thiệp đó, tại vì đây là cái chuyện giữa hai vợ chồng thì mà ba mẹ Vi thì lại rất là bực, là tại sao lại không cho ba mẹ xuống dưới để hiểu, để can hai đứa. Thì cũng phải mất một thời gian cũng khá lâu để mà thuyết phục ba mẹ là ba mẹ cứ yên tâm. Tiếng có lớn cỡ nào đi chăng nữa thì hình vẫn ổn, chứ ba mẹ đừng lo gì cả. Đấy là cái đặc tính của cái gia đình châu Á nhà mình, là có cái chuyện gì là cứ hay lo chung, đúng không? Hoặc là cứ nói thật ra là can thiệp vào chuyện của con cái. Còn bên kia là kệ. Đúng rồi. Các con đã cưới nhau, các con đã sống với nhau thì đấy là chuyện của các con. Đấy là một cái điều mà nó hơi khác biệt. Thế còn những cái một thuần Việt thì sao hả Vi? Người cúng dỗ ma chay cưới hỏi á, một ông chồng Tây á, nó có cái gì kỳ lạ không? Vi với Son thì lại chung một cái suy nghĩ trong cái việc cưới hỏi, đó là muốn làm một cách đơn giản có thể. Nhưng mà nó là một cái ngày ý nghĩa của hai đứa. Tại vì đó là cái ngày rất là đặc biệt, cho nên là muốn hai đứa phải hạnh phúc ở trong ngày đó. Chứ không có muốn là làm quá lớn xong rồi phải lo quá nhiều thứ để mà không có tập trung vào cái việc chính của cái buổi ngày hôm đó, đó là tôn vinh cái tình cảm. Nói là hai người có một cái đám cưới mà rất là đặc biệt và hơi Tây, đúng không? Dạ. Nên là bởi vì tên Tây thế này, họ có cái đám cưới theo kiểu thực chất ấy. Dạ. Nên là họ sẽ không mời theo kiểu lễ nghĩa, mà họ chỉ mời những người thân thôi. Dạ. Rồi trong đám cưới thì cũng không phải là nói những lời công thức, mà nói những lời thật. Dạ vâng. Đúng không? Và ăn cũng rất thật, rồi vui thì nhảy nhót hò hét rất thật. Mình thì đôi khi nó hơi trở thành một cái thứ, nó hơi chứ trở thành một cái thứ nó gọi là bài bản. Yeah. Và thậm chí là đôi khi nó trở theo thành khuôn phép, và nó như là một cái thứ lễ nghĩa đó. Yeah. Chứ người ta không được cư xử thoải mái. Thì cái đám cưới của Vi với Son là hoàn toàn là được như thế vậy. Yeah. Là nó thoải mái theo cái suy nghĩ của mình, đúng không? Đúng. Nhưng mà với những cái sinh hoạt thường ngày, ví dụ cúng dỗ ma chay của gia đình, rồi thắp hương, rồi ông bà đấy, cái thứ, thì thấy một ông Tây có gì khó khăn không? Ông Tây nào thì em không biết, chứ ông Tây này là rất là Á Đông, cho nên là rất là theo, gọi là nhà đi tới đâu là ông Tây này sẽ đi tới đó. Thế à? Tại vì Son cũng, tại vì rất là thích cái văn hóa của Á Đông, cho nên là Son cũng tìm hiểu về những cái đạo giáo đồ này nọ, và cũng hiểu được cái sự thờ cúng ở trong gia đình nó là như thế nào. Cho nên là không có nghĩa là cái chẳng hạn như thắp nhang rồi cúng bái các thứ là không có vấn đề gì phải không? Còn làm còn nghiêm túc hơn em luôn á. Vi với hai người có một đứa con à? Gái trai? Dạ con gái. Năm nay nó mấy tuổi? 4 tuổi rồi. 4 tuổi. Một đứa con gái mà có mẹ Việt bố Mỹ chắc là nó
đầu tiên là hình thức nó đẹp lắm nhỉ. Dạ, xinh. Ừ. Và thứ hai là bây giờ Vi thấy là Vi quyết định nó theo cái văn hóa nào? Hai người có bàn đến điều ấy không? Em nghĩ là rất là khó để mà chọn. Em nghĩ không thể nào chọn được cho con cả. Em nghĩ là ở sống ở trong một cái môi trường như vậy thì em nghĩ là để cho cái bản thân của con. Hiện nay là 4 tuổi thì chưa, nhưng mà chưa, rồi. Dạ. Hiện nay nó nói tiếng Việt hay tiếng Anh nào? Cả hai luôn, nhưng mà tiếng Anh thì có vẻ rành hơn. Thế à? Có vẻ rành hơn chút xíu. Tại vì mẹ cứ quên, cứ nói tiếng Việt, tiếng Anh với ba ở trong phòng đó, cho nên là nghe tiếng Anh, bé nghe tiếng Anh, nói chuyện tiếng Anh rất là dễ. Tiếng Việt thì hiểu hết rồi, nhưng mà tiếng Việt làm biếng nói chuyện chứ không phải là không nói được. Vi với ông xã đó, ra đường đi chơi với nhau để các thứ đó thì thấy sao? Cái cư xử của những người xung quanh như thế nào? Rất là bình thường mà, hay là họ cũng có nhìn cái gì đó đặc biệt? Dạ, đầu tiên là họ nhìn. Nhưng mà họ sẽ nhìn không phải là vì mình nổi tiếng gì, mà tại vì anh Son rất là cao. Cho nên là sẽ nhìn Son trước, xong rồi sẽ mới nhận ra là mình là người của công chúng. Dạ. Nhưng mà Vi cảm thấy cái chuyện đó cũng bình thường thôi, và cũng không có gây cái cản trở gì cả. Với là hai đứa cũng ít đi chơi lắm anh ạ. Ít đi chơi á? Ít đi chơi, ít ngoài đường, và cũng ít đi ăn ngoài đường lắm, toàn ở nhà thôi. Đi du lịch thì có ạ, đi du lịch thì có, chứ mà hàng tuần này nó không có đi cà phê, không có đi ăn ở ngoài nhiều. Cũng có một số người phụ nữ, con gái Việt Nam lấy chồng nước ngoài rồi sau đó cũng không hòa hợp được. Và sau đó thì cũng chia tay và cũng nói cái sự khác biệt văn hóa. Thì Vi thấy thường những cái sự, tất nhiên Vi chưa trải qua, nhưng Vi đoán là khi mà có cái sự không hòa hợp với một người chồng ngoại quốc, thường nó xảy ra ở những khía cạnh nào hả Vi? Vi nghĩ là do những cái một phần nào đó là do những cái sự tác động của người xung quanh nữa. Vi nghĩ là vậy. Tại vì cái khoảng thời gian mà hai đứa vừa về ở với nhau thì là nếu như mình không khéo thì rất là dễ bị chia rẽ, khi mà mình phải đứng giữa hai bên, giữa bố mẹ và chồng, thì rất là dễ gây cái sự chia rẽ đó, rạn nứt. Đó là phần lớn. Và thứ hai nữa là chắc là do quan điểm sống. Tại vì mặc dù yêu nhau, nhưng mà chắc chắn là cái văn hóa của phương Đông và cái văn hóa của phương Tây là nó sẽ có rất là nhiều điểm trái biệt với nhau, mà trong cái lúc mình yêu thì mình sẽ không có nghĩ đến. Dạ, nhưng mà khi mà sống cùng với nhau trong một cái mái nhà và phải đối diện với cái vấn đề đó thì chắc chắn sẽ phải có nhiều những cái cuộc cãi vã đó. Và hai người có thể quyết tâm là sẽ sống ở Việt Nam là chính không? Trong cái thời điểm này thì tất cả mọi thứ đều tập trung ở đây. Tóm lại, Vi nếu cho điểm từ 1 đến 10 thì Vi cho ông chồng mình mấy điểm? Mức độ mà hợp với Vi á, thì chắc là 9 luôn rồi, 9.5 luôn rồi. Tại vì rất là hợp. Không phải là giống nhau mà giống như là âm với là dương vậy á. Bổ sung cho nhau. Thế còn mức độ văn hóa và mức độ gọi là cư xử thì cho mấy điểm? Văn hóa thì về kiến thức, sự thông minh rồi chắc là cũng chính rồi đó. Nhưng mà cư xử thì vì nóng tính, rất là nóng tính cho nên là chắc 7. Lời khuyên cuối cùng của Vi với một cô gái mà sắp lấy chồng ngoại quốc, thì Vi có thể từ cái bài học của mình đưa ra một cái lời khuyên gì không? Khuyên, tại vì mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau mà cũng có những cái chung nên khuyên. Vi nghĩ là trước hết là khi mà tìm một cái người đàn ông với cuộc đời mình thì Vi đặt cái mục tiêu đầu tiên là người đó phải là người tử tế và yêu thương mình và gọi là có cái sự quan tâm đối với mình, thông minh, có trí, đẹp trai. Đẹp trai. Nói chung là tùy duyên thôi ạ, tất cả mọi thứ phải để tùy duyên thôi. Chứ cũng không có đặt quá nhiều tiêu chuẩn rồi lại thất vọng nữa. Nhưng mà rõ ràng thì Phương Vi là một trong những người mà đang có một gia đình hạnh phúc. Dạ. Và chúc mừng Phương Vi vì điều đấy. Gửi lời chúc mừng chồng của Vi, chàng trai Mỹ nhưng mà rất là lạ. Cảm ơn Phương Vi rất nhiều về một câu chuyện nó rất là vui, thoải mái, và nghĩ rằng là nếu có một người con gái nào sắp lấy chồng ngoại quốc á, thì nghe xem cái chương trình này sẽ rút ra một cái số điều gọi là sao nhỉ, một bổ ích cho họ. Thưa các bạn, chương trình của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.